BMW 3 Series giảm 125-220 triệu đồng. Toàn bộ phiên bản BMW 3 Series đang được Thaco áp dụng chính sách giảm giá dưới hình thức ưu đãi thuế trước bạ. Cụ thể, 3 phiên bản 320 Sportline, 320 Sportline Plus và 330M Sport giảm lần lượt 220 triệu đồng, 218 triệu đồng và 125 triệu đồng, giá sau giảm còn 1,679 tỷ đồng, 1,961 tỷ đồng và 2,374 tỷ đồng. Ngoài ra, khách hàng mua xe còn được tặng 1 năm bảo hiểm vật chất. Đây có thể được coi là động thái gây áp lực lên đối thủ Mercedes-Benz C-Class. Do BMW 3 Series được nhập khẩu nguyên chiếc, không được hưởng ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ. Bù lại, BMW 3 Series đang bán tại Việt Nam là phiên bản mới nhất, trong khi Mercedes-Benz C-Class đang ở cuối vòng đời. Phiên bản mới đến đầu năm sau mới ra mắt, và chỉ có duy nhất C300 AMG nhập khẩu, còn bản lắp ráp phải tiếp tục chờ đến quý 3 2021. Volkswagen Passat giảm 200 triệu đồng. Volkswagen đã thực hiện chương trình giảm 200 triệu đồng cho mẫu Passat nhiều tháng nay. Xe có duy nhất phiên bản Blue Emotion 2 giá niêm yết 1,48 tỷ đồng, trừ đi ưu đãi chỉ còn 1,28 tỷ đồng. Volkswagen Passat là dòng xe nhập khẩu, cạnh tranh với nhóm sedan hạng D, bao gồm Toyota Camry, Honda Accord, Kia K5 và thậm chí cả VinFast Lux A2.0. Dù giảm giá 200 triệu đồng trong thời gian dài, nhưng doanh số của Passat không khả quan. Mẫu xe này thua thiệt so với đối thủ vì kiểu dáng trung niên, ít trang bị, độ phủ thương hiệu và hệ thống đại lý thấp. Xe sử dụng động cơ 1.8 lít và hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép. Subaru Forester giảm 144-229 triệu đồng. Tương tự Volkswagen Passat, Subaru Forester cũng duy trì chương trình giảm giá sâu trong nhiều tháng nay. Xe tại Việt Nam có 4 phiên bản 2.0IL, 2.0ILGT, 2.0ESiSi và 2.0ESiSi GT, được giảm 144-229 triệu đồng. Giá sau giảm chỉ còn 899 triệu đồng, 931 triệu đồng, 1,144 tỷ đồng và 1,22 tỷ đồng. Theo nhân viên đại lý, Subaru đã khai tử phiên bản 2.0ES. Subaru Forester thuộc phân khúc crossover cỡ trung, cạnh tranh với Honda CR-V, Mazda CX-5 và Hyundai Tucson. Dù được đánh giá cao về khả năng vận hành và là mẫu xe duy nhất trang bị hệ dẫn động 4 bánh, nhưng mẫu xe tới từ Nhật Bản không thực sự khởi sắc về doanh số.